Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Phật Quan Âm Sapphire Yên Bình. Phật Quan Âm Sapphire Yên Bình, theo quan niệm phong thủy, là người có tâm đại từ đại bi, thương yêu tất cả chúng sinh vô điều kiện. Do đó, mặt Phật Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện hướng Phật, hóa hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ương cho gia chủ. Sản phẩm được nhiều người lựa chọn là mặt dây chuyền luôn đeo bên mình, như là lá bùa hộ mệnh cho bản thân. Mặt dây chuyền Phật Quan Âm Sapphire bền đẹp, chất lượng, chế tác theo yêu cầu. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.